Ngồi làm sao giả nọ được vui, cúi đầu lại Phật cầu xin cứu trần. Đó là lại Đức Phật Tổ mà qua Đức Ngọc Hoàng, bởi vì hiện bây giờ đã Đức Ngọc Hoàng đại ân xá chúng sanh. Khổ ta bà hồi xưa đó tu 10 phần, bây giờ có tu có 2 phần à. Khổ ta bà nhiếp lại 8 phần, còn có 2 mà mình tu không được nữa, không đắc nữa thôi. Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Con kính lễ Phật. Dạ dạ thì kính thưa bác hai, hôm nay trước thì đến hỏi thăm sức khỏe của bác hai. Dạ dạo này bác hai khỏe không? Cũng lâu ngập bữa nay mấy bữa dài khỏe. Chứ tính đi vô nước biển mà không có vô, bây giờ thấy đã khỏe. Dạ thì thôi khỏe khỏe thì vô chai nước biển đi cho nó thiệt khỏe luôn. Thì tính không chừng chiều mà gì điện nó qua vô chai nước biển cho khỏe. Dạ vô. Bây giờ bác hai nói con nghe cái gì nè. Dạ. Bác hai cũng lớn tuổi rồi. Dạ. Thì thành ra bây giờ cái đạo pháp thì bác hai nắm vững lắm. Nói, nhưng mà sự thật đó là nói chung là cho các anh em đồng đạo, nếu mà theo thầy á thì không bao giờ mất. Dạ. Không mất một người nữa. Nếu theo thầy mà hai nữa cái chung cái hiếu phải giữ. Chung á thầy Đức Phật có nói cái chung chung với hiếu là ta nên trao chỉ á, hiền với lương bổn đạo vàng lòng. Nhưng hai cái đó là sống mà ta. Còn cái vấn đề đây là mình nói sự thật. Thầy kêu mình ăn 4 bữa mà nếu ăn 6 bữa, 10 bữa trường chay cũng tốt. Nhưng mà thầy dặn 4 bữa cái đó liệu quy tắc là tu 4 cái ân. Yeah. Ân tổ tiên cha mẹ, ân đất nước, ân tâm bảo, ân đồng bào, nhân lại mà 4 ân. Mà Đức Phật thầy Thái An có nói đó, tu quốc dương cho Phật ngợi khen. Không có tu cỡ nào cũng không bằng tu quốc dương chứ. Mà nghĩa là cái quốc dương đó là cái đất nước của mình từ xưa tới giờ. Yeah. Nó, mình phải bảo vệ đất nước. Mà hai nữa là Đức Quỳnh Giáo Chủ có nói cái câu này nè. Ông nói người hiền đức mới được phò chân Chúa. Yeah. Đó, như vậy đó. Thì bây giờ bác hai nhắc con như vậy nè. Bây giờ con ráng chung với thầy tổ, không bao giờ mất. Để sau này bác hai chắc có bỏ xác trước các con. Yeah. Đi trước. Nhưng mà thầy có nói ti xác mất, hồn thiên không mất, bác hai không sợ. Yeah. Ráng tu, ráng niệm Phật nè. Sớm ở cho giờ niệm mới. Rồi đó là một ngày là 2-3 thời. Yeah. Đó, niệm Phật để nghĩa là hồi hướng công đức lại cho cửu quyền thất tổ ông bà cha mẹ đó, rồi đó, nghĩa là cái ngày nào mình đi mình cũng nghĩa là biết đường đi. Yeah. Đó là bác hai nói cho con hiểu như vậy. Còn hôm nay các huynh đệ trong đồng đạo mà giúp cho bác hai đây là sống cái mức sống là thuốc men này kia đó là bác hai rất mong ơn, là nó không phải cái công lao này đó không biết chừng nào bác hai trả hết. Cho nên bác hai niệm Phật để hồi hướng công đức lại cho những cái người mà để giúp tương trợ cho bác hai. Yeah. Đó. Thì mình thì xác phàm mà bây giờ bác hai cũng già cả rồi, cũng hay đau ốm bệnh tật, cho nên thì cũng có số mạnh thường quân á trước thì đến thăm hỏi bác hai. Yeah. Thì sau đó thì con cũng có một ít quà của con, đó là cho gì đang biết à, hủ tiếu như với mì thì cũng chắc cũng hay rồi mấy 20 gói gì đó. Yeah, con cũng kính gửi bác hai ha. Dạ dạ dạ, bác hai dùng buổi sáng hay ngày kia đó thì mình khỏi đừng có mà không ăn để mình cái thân xác mình thì nó già rồi mà mình xác phàm phải ăn uống mới được. Bác hai sáng nấu một lối ăn cho nó rồi chứ trưa mình ăn tiếp cơm. Thôi không phải nói cho dạ. Nhắc lại mà anh em chị em mà giúp nó nước mắt cũng chảy ra. Dạ không sao. Thì trước thì đó là mì với hủ tiếu chay mà vợ chồng con kính bác hai. Vậy là... dạ thì sau đó thì có mấy vị mạnh thường quân gửi để trợ duyên bác hai, để bác hai có tiền xây sở á. Mình già cả mà ai có tránh được cái sự đau ốm bệnh tật gì đâu.
thì cũng có tiền để mình xây sở trong những lúc mình đang cần. Dạ thì có một chị có nick Zalo là Xuân Cao gửi bác hai là 2 triệu và chị Yến Phượng gửi bác hai là 1 triệu. Dạ có một chị này thì giấu tên thì gọi là Ba La Mặt thì gửi bác hai 400 nữa. Tổng cộng là 3 triệu tư. À, con kính gửi bác hai. Dạ. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Phật. Nam mô Di Đà Phật. Dạ 3 triệu tư. Bây giờ nói thiệt bác hai á. Nói không phải nói chứ cái ơn của cháu là không biết chuyện nào bác hai trả cho hết. Mặc dạ. dầu cháu làm đạo nhưng mà cháu giúp cho bác hai để sống như gì là cái ơn này. Dạ dưới con chỉ có cái công đi thôi, còn dạ. nhiều là các mạnh thường quân viện trợ bác hai. Dạ. dạ. Thì hôm nay đó là các cái vị đồng đạo đó mà giúp cho bác hai như gì, cái ơn này đời đời kế tiếp bác hai cũng không có quên được. Dạ. Nhưng mà chẳng qua gì, chứ sự thật là cái gì mà đó, hiện bây giờ đó bác hai nói với con, ở đời đó, bác hai không có nghĩ gì hết trơn, ai làm gì làm không nói tới mà lo niệm Phật, nghĩa là mình nghĩa là biết cái con đường của mình đi rồi chứ bây giờ không có quan tâm gì tới ai nữa chứ, ai nói gì nói, nó yeah. nặng nhẹ gì cũng nghĩa là người ta, nếu người ta nói nặng mình về chừng nào đó, người ta, yeah. mình hết mau hết cái nghiệp. À, dạ. Vậy chứ không có gì. Dạ bác hai ơi, thì hai bác cháu mình thì gặp nhau thì cũng là tao ngộ phải không? Lâu lâu gặp làng cũng xin chia sẻ Phật Pháp. Thì trước khi nhờ bác hai chia sẻ thì con cũng xin nguyện với mười phương chư Phật và Hồng Ân Tam Bảo để gia hộ độ cho các gia đình mạnh thường quân được dồi dào sức khỏe, làm ăn thì được phát đạt, gia đình thì tinh tấn tu hành. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ. Rồi bác hai có gửi lời không? Gửi lời các mạnh thường quân. Bây giờ á, hôm nay đó, bữa nay là 21 tháng 9. Đây là tôi nữa là gửi lời thăm nữa là quý đồng đạo xa gần anh em, chị em mà giúp cho tôi đây là cái ơn này là quý báu. Tôi nguyện cùng mười phương chư Phật độ cho anh em, chị em là tu hành tinh tấn tới ngày thầy tổ về Long Hoa có mặt. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ rồi thì con cũng làm xong cái nhiệm vụ để trao gửi tịnh tài cho bác hai cần trong lúc già cả đau yếu. Vậy thì bác cháu mình cũng tâm sự về đạo pháp chút ha. Dạ được, cứ việc nói mà hai nữa đó, cái duyên này, cái tiền kiếp của bác hai với con có duyên tiền kiếp, nhiều tiền kiếp lắm, nói sự thật. Yeah. Bác hai nằm, bác hai suy nghĩ ở trên đời này, ở về đây chỉ là có cái duyên nghiệp là cái căn duyên của bác hai với con là sâu đậm lắm. Yeah. Dạ thì con có câu hỏi này muốn cái gì cái? Hỏi cùng bác hai để mà mình trao đổi cho bà con cũng như trong nước và ngoài nước xem luôn. À, cái câu gì tự nhiên nói cái quên. Không thẳng nhớ. Dạ. Cái nào bác hai biết là bác hai nói, còn không biết thì thôi, cái lời thầy nói cao xa lắm. Dạ. Nhưng mà cái câu này cũng có là y pháp bất y nhân. Ý nó là như sao bác hai? Sao? Y pháp bất y nhân. Y pháp hả? Dạ. Y pháp là bất y nhân, là cái y pháp là mình làm theo cái lời của Phật dạy. Dạ. Là y pháp. Dạ. Là chữ bất y nhân là con người của mình á. Dạ. Nếu mình nói theo cái pháp chứ đừng có dậm bất. Dạ. Lý nó cái nhân là mình dậm thêm, bởi vậy thầy nói chớ thêm bớt mà mang tội lỗi. Y pháp là mình nói, con cứ việc con ra đường con nói cái pháp của Phật, con nói hoài không ai mà con nói trịch qua con dậm đó là có người đó, dấn con đó. Y pháp bất y nhân đó, cái nhân là người đó. Yeah. Như vậy đó thì ở đây thì bác hai trả lời gọn vậy đó. Bây giờ cái lời Phật pháp nói là mình đem cái lời Phật pháp nói, bởi vì Đức Phật có dạy đó, Phật là thi đức, chào quốc thì thi dân, nhân tùng thi chánh, nhân tăng thi lòng. Phật thì hiện bây giờ là thi đức, mà cái những cái người phước đức á
mới được. Nghĩa là sống còn coi cái hội luôn qua. Còn nếu thiếu đức á, thì chắc không có gặp thầy, không có gặp ai hết chẳng. Nó như vậy đó. Có gì nữa để con cứ việc hỏi. Cái nào bác hay biết rồi bác hay nói, còn không biết thì cái lời Phật nói cao siêu lắm. Thì Phật ông dạy mà, một câu nói là ông biết bao nhiêu nghĩa, mình đâu biết hết nổi. Dạ đúng mỗi rồi. Mỗi người thì biết một khía cạnh nào thôi. Dạ biết khía cạnh vậy thôi à. Chứ bình tư thánh đó ai ta nói chuyện chi, ai mà biết được. Đáng ghi con trời, con Phật mới biết hết. Còn mình là chúng sanh. Đó. Nhưng mà mình cũng có duyên căn với Phật Pháp. Tại sao như vậy? Là ông nó coi rồi phải chẳng nhận cho hiểu lý câu quyền sâu của kẻ khùng này. Bởi chữ khùng của Phật, của Thầy, chứ chẳng phải của người lãng trí. Đó là mình coi rồi mình phải nhận, chứ không phải mà coi mà cũng như cả lương nó hát qua hát lại là nó ca rồi cái gì. Thì như vậy là không được, à, không có biết gì đâu. Cho nên á, cái người á, niệm Phật á, cái tâm á, được bình tĩnh á, phát huệ. Tâm bình tĩnh được thì phát huệ, còn cái tâm sao động á, thì cũng như con sông mà không có sóng gió, không có bão lụt là nước nó trong giờ. Còn nếu mà có sóng gió, có bão lụt á, thì cạn cáo nó nổi lên là cũng như cái tam bạch lục tạc mình vậy đó. Bởi vì nước trong đựng lợi một bồn, còn đồ cạn cáo bất tồn đổ đi như vậy đó. Anh em chị em xa gần ở đây tôi bữa nay tôi lên tôi nhắn gửi hết trơn. Lớn nhỏ anh em xa gần cái đời hà mạp háp này ráng lo tu hiền, ráng lo niệm Phật. Còn cái thời cơ đó là đã thầy nói hết rồi, thiên cơ đó ổng chỉ trước mặt, nhưng mà mình không dám bàn. Nếu bàn chúng á thì nó cũng có lỗi, bàn chặt cũng có tội. Mà hai nữa, nhiều khi anh em bàn chặt hết trơn rồi, từ xưa tới giờ chặt hết trơn rồi không, cho nên không bàn mà thầy kêu ráng niệm Phật, ráng lo tu thì gặp thầy đó. Tu hành theo dõi mới tới mê sanh mà đó. Tu hành mới thấy được. Mà nếu cái người á, nếu người tu rồi đó, tâm bình tánh tịnh thì đạt được cái pháp của Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, như bác hai ơi, con thì muốn hỏi gì bác hai là bác hai thiền như thế nào bác hai? Bác hai thể chia sẻ cái cách thiền của mình cho bà con biết cái người ta hữu duyên á. Cái như vậy. Bây giờ thiền định. Bây giờ trong khi mình niệm Phật thì mình là nói sự thật là từ trước đó bác hai cũng phóng tâm. Phóng tâm chứ không phải không phóng tâm. Niệm Phật rồi nhớ cái này nhớ kia mà, nhưng mà mình ráng việc. Chứ sự thật là nhiều khi nhớ cái chuyện này chuyện kia, nhớ chuyện không đúng đó. Cho nên nó phóng tâm. Mà trong đó là thiền. Mà bởi vậy thầy nói lấy cái gươm trí huệ diệt nó mới được, chứ không phải như không mà mình muốn diệt nó diệt dễ đâu. Mà hai nữa là tam bành lục tật bị là gì trong cái tâm mình á, là gì ở trong này đó, cái tâm linh mình á nó có mà, nhưng mà bị cái vía nó sao trộn, nó không cho mình được giải thoát cho mình phải nói niệm Phật là phải dụ nó, dụ cái vía với cái hồn luôn, cái hồn mình hồn chánh, nhưng cái vía phải dụ. Bây giờ các ngài cũng dán là theo cái hồn để mà sau này mình tu có giải thoát, chứ nếu mà tu theo mấy ông á lưng trầm đã lạc hoài, xuống đường địa ngục hoài. Cho nên vía cũng đó, hộ với cái trợ duyên với cái hồn đó. Như vậy đó là cái tâm bình tĩnh mới được thì pháp huệ, đó là như vậy. Đó là cái vía với cái hồn phải đi đôi. Yeah. Như mình ngồi thiền là mình niệm Phật không hả bác hai? Hay là thì mình, bây giờ niệm Phật mình bởi vì đúng rồi, cái niệm Phật đó là vua khóa cáp pháp. Bởi vì thầy có nói niệm chữ Di Đà tan chướng nghiệp, niệm Phật tiết cái nghiệp tiêu hết. Thiền từ thầy trước lại nó non bồng nó, một câu niệm Phật của mình á là Phật cho 9 tiếng là 10 tiếng đó, giả ơn cho mình á, 9 tiếng 10 tiếng. Bởi vì niệm Phật là quý báu, mà hiện bây giờ mình là con của Phật đó, con của thầy, con cái kiêu vị trong quan con hết. Cho nên á, mình mới được, nghĩa là ngày nay mình mới được tâm bình tĩnh tĩnh như gì. Chứ hiện bây giờ con thấy, bây giờ mình nói ra đó, con người ta lo đua đời không,
con thấy rõ ràng con đi từ. Mà hai nữa là Đức Thầy có nói đó, với Đức Phật Thầy Trang An có nói, thay đời đổi cách mà bất tùng thánh thiên cái đời này, con thấy không còn theo tục cổ nữa. Đó, sự thật, như vậy làm sao mà sống. Đó. Bởi vì Thầy có nói đó, không phải mà kêu mình để tóc, mà ổng nó theo tục cổ sát khùng để tóc cũng được mà hớt tóc cũng được, lúc đó Thầy có nói. Nhưng mà do nó cái tâm của con. Ngoài, bởi vì Thầy có chỉ vào cái chữ tâm, cái chữ tâm là quỷ hay ma tiên với Phật cũng là tại nó. Mà nếu mà ổng nói nếu người, người mình trở lại đó, nếu thiệt người thì biết thương người. Nó còn nếu hiện bây giờ con thấy có người ta giật dọc đâm chém là cái lại đó đó. Vì là trời mở cửa, quỷ dương xuống thế, rồi mười cửa ngục đưa lên, bởi vì con người ác đức, sát nhân đó. Giết với nhau, đâm chém với nhau, vượt dọc với nhau, chứ không biết cái đạo nghĩa như thế nào mà nói đạo thì ta không nghe. Cho nên hiện bởi vậy làm sao sống được. Cho nên Phật đâu cứu, ông nói cứu lương hiền cẩn chẳng cứu người hung kẻ gian ác đến sau tiêu diệt. Lành còn giữ mất chớ phiền Phật tiên. Đây là tôi lên cái mạng này tôi nói đó là anh em đồng đạo xa gần dán điểm Phật dán chung. Đối với nghĩa là còn cha mẹ, mẹ cha là nghĩa trọng ân, ông trời Phật không có sanh mà cha mẹ sanh mình đó. Mình phải dưỡng nuôi cha mẹ, lúc cha mẹ còn sống đó, mình phải lo cho cha mẹ một miếng ăn, một giấc ngủ, đến khi sao chết rồi đã phải cầu nguyện cho linh hồn được siêu thoát. Đó rồi hai nữa đó là bác hai chỉ cho, nhất là thờ cha kính mẹ, sau là vợ chồng phải thận thảo. Ông nói tu cầu gia đạo vuông tròn, chồng hòa vợ thuận, cháu con thảo hiền. Bây giờ chẳng hạn như bây giờ mình chửi vợ, đánh vợ, tội, tội dữ lắm tội. Cái gì bởi vì cái gì không phải thì cứ việc nói với nhau, chứ đừng có chửi. Ông có cha đâu có suối đó, mình giận chửi là tội dữ lắm. Đó là tôi nói những cái lời mà Thầy có dạy là cho lên đĩa đây là nói là anh em mình ráng mà nghĩa là tu thì phải nhẫn nhịn. Mà Đức Phật có nói cái chữ nhẫn là đứng đầu. Mà nếu mà bà con á, tôi không hiểu như thế nào mà bà con học mà chữ nhẫn bà con đắc đạo. Học xong chữ nhẫn niết bàn không xa. Còn Đức Phật Thầy Tế An á, để lại cái bát nhẫn: nhẫn năng sĩ thế thị nhân hiền, nhẫn giái trì tâm phận thử tiên, nhẫn giả hương lân và ý hỷ, nhẫn hòa phu phụ thuận tình duyên, nhẫn tâm nhật nhật thường ban an lạc, nhẫn tánh miên miên đắc bảo triền, nhẫn đức bình sanh tiêu vạn sự, nhẫn thành phú quý vĩnh miên miên, nhẫn mà được giàu sang. Đó rồi Đức Quỳnh Giáo Chủ mới giải ra chữ thứ nhất nhẫn năng sự thế là người hiền khó kiếm trong đời, kiếm không ra. Lập thân danh từng chảy nơi nơi, chờ thời đại mới là khôn khéo. Chữ nhẫn giái trì tâm trong trẻo, khuyên dương trần giữ phận làm đầu. Nhẫn hương lân cùng khắp đâu đâu, trên cùng dưới địa hoài ý hỷ. Nhẫn phụ mẫu mới gọi trang hiền sĩ. Phụ mẫu là ai? Cha mẹ chứ ai? Phận sướng tì chồng vợ nhịn nhau, nhịn xóm tròm cô bác mới cao. Nhẫn tâm nọ ngày ngày an lạc, nhịn tất cả những người tuổi tác. Nhẫn tánh lành yên phận dài lâu, giữ một lòng hiền hậu mới màu. Quanh năm cũng bảo tàng thân thể, chữ nhẫn đức kể ra luôn thể, thì trong đời vạn sự bình an. Chữ nhẫn thành phú quý hiển giang, cũng nhẫn là làm giàu, khắp bá tánh được câu hòa nhã. Đó là cái chữ nhẫn là đứng đầu. Còn Đức Phật Thầy Đại An nó học xong chữ nhẫn niết bàn không xa. Tu thì phải nhẫn, phải nhịn, chứ tu mà cự cãi ai coi cho. Nó cũng như tại giờ tôi nói đạo chút nữa tôi ra tôi cự ai coi cho, không có ai coi được chứ. Cái đó là tạo cái đạo này, vô cái đạo mà tạo cái đời không được, phải nhẫn đó. Tu phải nhẫn, phải nhịn, phải biết thương với nhau, đùm bọc với nhau, đó là tu. Đây là hiện bây giờ đó tôi nhắc là anh em đồng đạo xa gần bốn phương là tu nhân đạo. Mà nếu tu nha, cho nên á Đức Phật Thầy Đại An có nói đó, tu nhân đạo thậm thâm ai rõ, mà tu gia trì, tu nhỏ, tu nhen, tu quốc dương cho Phật ngợi khen. Tu quốc dương là gì? Đền ơn đất nước. Đó là cái đó là cái từ xưa tới giờ cái đất nước của mình mà để ngoại xâm
nó vô đây đó, là các nước nó vô đây rồi làm nhắm mà tu không, cho nên được không? Cho nên thầy nói kẻ tu hành ai nở yên ngồi mà sớm kệ chiều kinh thông thả. Mình đã gặp con thiền Bát Nhã có lý nào kỹ tu thân đó, không có tu được. Nó bỏ bơm, nó bắn qua làm sao mà tu đó. Như vậy đó, bây giờ mình phải bảo vệ đất nước, làm trai phải biết hiếu trung đó. Rồi bảo vệ đất nước đó là mình tu đó. Cho nên tu quốc vương có vợ có chồng, sanh con đẻ cháu nối dòng Nam Bang. Tu quốc vương có vợ có chồng, thuận con thuận cháu thuận lòng thì nên. Rồi ông đó tu sao không vợ không chồng, không con không cháu, tuyệt dòng quốc gia, đó là tu tê, tu quỷ, tu ma, chứ không phải tu. Tu để sanh con đẻ cháu đã nối dòng Nam Bang mà. Đó là lời Đức Phật Thầy Đại An nói, tôi nhắc lại anh em mà ráng. Còn nhất là cái thuận thảo của, là vợ chồng trên thuận dưới hòa, đó là tốt dữ lắm nha anh em chị em. Bốn phương ráng làm mà tu, ráng đo niệm Phật, làm lành đánh dữ đó. Đó là tôi nhắc qua cái lời thầy để dạy vậy đó. Bây giờ hiện bây giờ đó, cái thời hạ môn mạt pháp này không biết ngày giờ nào sẽ sắp quỷ diệt lại người, nhưng không biết ngày giờ nào năm nào tôi không biết nha. Nam mô A Di Đà Phật. Nhưng mà ổng có nói kẻ gian ác không còn, kẻ gian ác bị gươm ba thước, nơi pháp tràng xử kẻ huân đồ, được thảnh thơi nhờ chữ Nam mô. Cái người tu hiền mới được thảnh thơi thôi, còn cái người không tu thì không còn. Cho nên Đức Ngọc Hoàng cũng có nói rõ ràng. Đức Ngọc Hoàng ổng nói nghĩa là cái hạ ơn này nhờ chua vua mình khóc với Đức Phật Tổ, mới qua Đức Phật Tổ nói Đức Ngọc Hoàng mới đại ăn xá xuống sanh thôi, ổng vũ sổ rồi, ổng không còn đâu, quá ác độc. Con thì chửi cha mắng mẹ, giật dọc với nhau, đâm chém nhau, không có kể gì chứ. Đức Ngọc Hoàng ngài muốn xử tiêu cho rồi. Đó là cái câu, đó là trong kinh nói đó. Minh Vương khó đứng không nổi là vua mình đó, xót xa dạ ngọc bồi hồi tâm trung, trước đền mắt ngọc bị quên, quý yêu quá tánh biết chừng nào ngôi, làm sao dạ nọ được vui, cúi đầu lại Phật cầu xin cứu trần. Đó là lại Đức Phật Tổ mà qua Đức Ngọc Hoàng. Bởi vì hiện bây giờ đã Đức Ngọc Hoàng đại ân xá chúng sanh, khổ ta bà hồi xưa đó tu 10 phần, bây giờ có tu có 2 phần à. Khổ ta bà nhiếp lại 8 phần, còn có 2 mà mình tu không được nữa, không đắc nữa thôi đó. Nhiếp lại đó. Rồi Đức Thầy cũng nói ta dừng tay chờ đợi lệnh thiên Đức Ngọc Đế giữ sự phân cho chúng. Thầy mình chờ đó, có không chờ là rồi nhé bà con đó. Nói sự thật đó. Rồi thầy cũng còn chờ nữa, chờ con đầy đủ nghĩa nhân ra tay tế độ dắt lần về ngôi. Đến ngày mở rộng ghi khôi, non thần gian triển ngôn khùng ngồi sử phân. Chỉ là có một tay của thầy, có Đức Quỳnh Giáo Chủ là một tay tá quốc an ba, mà hai nữa là ổng lập cái hội Long Hoa này. Ai lập đó? Đức Phật Chi Lạc lập với ai? Đức Quỳnh Giáo Chủ là Đức Phật Chi Lạc đó, tôi cho mấy ông biết đó là Đức Phật Chi Lạc đó, chứ không còn ai. Bởi vì trong chúng kia kim cổ Kiều Quang có nói Di Lạc xuất thế anh hùng. Tại sao mà Đức Quỳnh Giáo Chủ ra mở đạo mà còn dựng là nước đó, Quan Âm ứng hiện tương hùng quá gia, Di Lạc thì xuất thế là anh hùng đó. Nó là thầy mình chứ còn ai nữa. Bởi vì các nước là công nhận là Đức Quỳnh Giáo Chủ là một vị Phật cao siêu, mà nghĩa là cách mạng rất là thông minh. Đó là Đức Quỳnh Giáo Chủ. Đó là các nước đã còn khen mà. Còn mình ở trong cái cốt này mà tại sao trong cái gúng mà mình đã không tu là quá dở. Bà con ơi ráng tu. Bây giờ tôi nói đây là tôi nhắn nhủ anh em chị em xa gần, không có phân biệt tu lâu tu mau chứ. Bây giờ nghĩa là bà con mà quay đầu trở lại một ngày hai ngày, trời Phật cũng ăn xá, cũng sống được chứ không phải tu lâu. Tu lâu mà nhiều khi mình làm không đúng, mình cũng phải thua cái người mới tu. Yeah. Nam mô A Di Đà Phật. Yeah. Tôi nhắc qua cái tu. Yeah. Bây giờ mà bà con nào mà phát tâm là tu là còn kịp hết hay bác hai? Kịp hết. Yeah. Dứt khoát là kịp hết đó. Đó là cái lời Phật nói mà tôi nhắc lại, chứ không phải như là mà ông Phật ông nói.
Bị ông nói như vậy, ông nói tu một ngày á, trời Phật cũng thương, ai biết phải dựa nương của Phật, một ngày một cũng được nữa, ngặt mình không tu. Yeah. Đó. Cho nên á, cái niệm Phật này nó quý báu vô cùng, nếu người tu là của Phật trời, quý báu vô cùng, mà tại người ta không, bị là cái văn minh vật chất này nó. Bây giờ quốc độ nào trở về quốc độ nấy, bây giờ, chẳng hạn như bây giờ Dương đây, với anh em đồng đạo đi vô đây cũng như tôi đây rồi cũng biết đạo nghĩa, nó có phe nào chơi phe nấy. Nó bây giờ chẳng hạn như mình nói là nó chạm, còn cái người ta chơi bờ này kia đủ thứ, mình đâu có vô đó, đó mình tránh xa rồi. Mà thầy nói người tránh xa mới gọi chí cao, xa bốn vách mang điều nhơ nhuốc. Nó bốn vách đó là bốn cửa tù, mà tại sao mình chung vô mình chịu chứ biết sao vậy. Yeah. Thầy dạy cặn kẽ mà mình không nghe lời thầy thì mình phải chịu thôi, chứ không có trách ai được chứ. Đó bây giờ chẳng hạn như xa gần anh em, chị em ráng tu hiền, ráng làm lành đến giữ sau này còn sống sót. Mà mình sống là sống hoài bà con ơi, không chết, không đau, không bệnh, không tử, không gì hết chứ. Đó. Sống trên 10.000 năm, trên một muôn tuổi mà không biết nó lẻ bao nhiêu. Đó, sống vậy đó, không già, không bệnh, không tử, không ngày nào lo. Chẳng hạn như tôi nói, ví dụ như tôi đi, mà ngày mai mà thầy lập cái đời lại, nói cái ví dụ nha, thì tôi cũng người già cũng quá trẻ nữa. Đó là cái giáo lý thầy nói. Đến chừng đó thì già quá trẻ mà khắp hoàn cầu đổ xác thai hồn đó. Cho nên không có mất, cái người tu không có mất người nào chứ. Bây giờ bà con, anh em ráng lo niệm Phật, ráng tu, ráng làm hiền, làm lành. Đây là chẳng hạn như quý đồng và đạo xa gần từ xưa tới giờ cũng nghĩa là tặng tu một món quà rất là quý báu. Cho nên tu cũng, đây là tu nói cái lời nói này, tu cũng trả ơn cho bà con, còn cầu trời cẩn Phật cho bà con là sống, nghĩa là gia đình được đầy đủ hạnh phúc, là lo tu hiền, làm lành, đến giữ. Còn cái ơn này không biết chừng nào tôi trả hết. Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ. Yeah. À, dạ rồi. Thì Nam Mô A Di Đà Phật. Thì cảm ơn bác hai đã chia sẻ Phật Pháp cho bà con mình biết để mà tu. Thì trở về với nguồn cội để thoát được cái khỏi cái cảnh luân hồi sau này. Thì bà con ơi, hãy phát tâm đi tu. Trong cái thời gian này mình còn tu là còn kịp lúc hết. Thì Phật trời cũng đã nói rồi, ta chỉ cần ngày xưa thì có câu phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật, bây giờ Đức Quỳnh Giáo Chủ thầy cũng có nói là hãy tu như bác hai nói nãy đó, chỉ tu một ngày Phật trời cũng thương, cũng xóa tội cho chúng ta được, để chúng ta về làm văn Phật quắc rồi chúng ta tu tập tiếp để trả hết cái tội. Thì ta chỉ cần biết hối lỗi, ăn năn, phát tâm tu là được quý vị ơi. Dạ, mô Phật. Vậy rồi, hết bác hai. Dạ, cảm ơn con. Dạ rồi, thì trước khi kết thúc, con Dương Cầm cũng xin nguyện với mười phương chư Phật hồng an tam bảo, gia hộ độ cho các vị mạnh thường quân, được dồi dào sức khỏe và thân tâm thường an lạc, thì làm ăn thì được phát đạt, để có nhiều tình tài hơn, để giúp cho những bà con khó khăn và giúp cho những người tu như bác hai đây có được cái đồng ngăn để xoay sở trong lúc khó khăn. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật.